Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng ngày hôm nay giảm mạnh, không thể chạm ngưỡng kháng cự 1.800 đô la Mỹ. Vàng vẫn có nhiều động lực để tăng giá mới. Đó là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh siêu biến thể Omicron làm cả thế giới bất an đứng ngồi không yên. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin tổng hợp trên hai thị trường trong nước cũng như thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay, trước giờ mở cửa phiên này ngày 29 tháng 11 năm 2021. Phần cuối cùng của bản tin là một số thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới trong phiên giao dịch đầu giờ sáng hôm nay. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Đầu tiên là thị trường vàng thế giới. Trên thị trường vàng thế giới thì đã có một tuần đầy biến động khi mà giá giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trên một ao vào phiên đầu tuần và tiếp tục đi xuống trong 3 phiên sau đó. Tuy nhiên thì giá vàng đã nhanh chóng lên trên 1.800 đô la Mỹ trên một ao vào sáng sớm ngày thứ 6 khi mà chỉ số biến động CBOE tăng vọt lên mức cao nhất trong 2 tháng do lo ngại biến thể mới của SARS-CoV-2 còn có tên gọi là Omicron. Kim loại quý này đã có lúc chạm mức cao nhất trong ngày là 1.816,30 đô la Mỹ trên một ao. Trong phiên giao dịch cùng ngày với lễ mua sắm Black Friday, tuy nhiên thì lợi nhuận của vàng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giao dịch lần cuối ở mức 1.792,30 đô la Mỹ trên ao, giảm hơn 3% kể từ thứ 6 tuần trước đó. Kết thúc phiên giao dịch tuần vừa qua, thị trường vàng thế giới đóng cửa ở ngưỡng 1.791,76 đô la Mỹ trên một ao, tăng 3,38 đô la Mỹ trên ao và tương ứng với mức tăng là 0,19%. Chỉ số đồng đô la Mỹ trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần vừa qua đứng ở ngưỡng 96,071 điểm, giảm 0,718 điểm, tương ứng mức giảm là 0,74%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm kết thúc tuần giao dịch vừa qua đứng ở ngưỡng 1,482% trên một năm. Bên cạnh đó, thị trường dầu thô đóng cửa tuần vừa qua giảm mạnh 10 đô la Mỹ trên một thùng và tương ứng mức giảm là 12,63%. Kết thúc tuần giao dịch ở ngưỡng 68,160 đô la Mỹ trên một thùng. Bên cạnh đó thì đồng tiền điện tử Bitcoin liên tục biến động, trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay đang đứng ở ngưỡng 54.895,60 đô la Mỹ trên một Bitcoin, tăng nhẹ 120,94 đô la Mỹ và tương ứng mức tăng là 0,22%. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Với thị trường trong nước thì giá vàng chứng kiến một tuần giao dịch với phần lớn các phiên giảm cả ở chiều mua vào và chiều bán ra. Xu hướng giảm này được các chuyên gia dự báo có thể xuống thấp hơn trong tuần tới do lãi suất tăng hoặc là do làn sóng bán chốt lời trên thị trường hàng hóa. Giá vàng trong nước giảm liên tục từ phiên giao dịch đầu tuần là ngày 22 cho đến ngày 24 tháng 11. Sau đó bật tăng trở lại trong 2 ngày là ngày 25 và 26 tháng 11 trước khi giảm trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần. Trong tuần qua, dù phần lớn các phiên giao dịch giảm, song với biên độ tăng mạnh trở lại trong một vài ngày, tính chung cho cả tuần thì giá vàng vẫn tăng 700.000 đồng trên một lượng. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trước giờ mở cửa phiên này, sau đây sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trước giờ mở cửa phiên giao dịch hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021 để quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng mua vào 60 triệu, bán ra 60 triệu 850 nghìn. SJC Hà Nội mua vào 60 triệu, bán ra 60 triệu 870 nghìn. Doji Hồ Chí Minh mua vào 60 triệu, bán ra 60 triệu 800 nghìn. Doji Hà Nội mua vào 59 triệu 950 nghìn, bán ra 60 triệu 800 nghìn. Pinji Hồ Chí Minh mua vào 60 triệu, bán ra 60 triệu 800 nghìn. Pinji Hà Nội mua vào 60 triệu 020 nghìn, bán ra 60 triệu 900 nghìn. Phú Quý SJC mua vào 60 triệu 100 nghìn, bán ra 60 triệu 850 nghìn. Bảo Tín Minh Châu mua vào 60 triệu 130 nghìn, bán ra 60 triệu 780 nghìn. My Hồng mua vào 60 triệu 100 nghìn, bán ra 60 triệu 500 nghìn. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 60 triệu 450 nghìn, bán ra 60 triệu 950 nghìn. Ngân hàng ACB mua vào 59 triệu 800 nghìn, bán ra 60 triệu 600 nghìn. Ngân hàng SCB mua vào 60 triệu 200 nghìn, bán ra 60 triệu 900 nghìn. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 59 triệu 950 nghìn, bán ra 60 triệu 800 nghìn. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố.
SJC Đà Nẵng mua vào 60 triệu, bán ra 60.870.000. SJC Nha Trang mua vào 60 triệu, bán ra 60.870.000. SJC Cà Mau mua vào 60 triệu, bán ra 60.870.000. SJC Bình Phước mua vào 59.980.000, bán ra 60.870.000. SJC Huế mua vào 59.970.000, bán ra 60.880.000. SJC Biên Hòa mua vào 60 triệu, bán ra 60.850.000. SJC Miền Tây mua vào 60 triệu, bán ra 60.850.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 60 triệu, bán ra 60.850.000. SJC Long Xuyên mua vào 60.020.000, bán ra 60.900.000. Tiếp theo là giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC. Đầu tiên là nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 51.750.000, bán ra 52.450.000. Vàng bộ số 9 mua vào 51.450.000, bán ra 52.150.000. Vàng 24K mua vào 50.534.000, bán ra 51.634.000. Vàng 18K mua vào 37.266.000, bán ra 39.266.000. Vàng 14K mua vào 28.556.000, bán ra 30.556.000. Vàng 10K mua vào 19.899.000, bán ra 21.899.000. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là một số thông tin cũng như là nhận định trên thị trường vàng thế giới. Ở thời điểm này, có nhiều yếu tố sẽ hỗ trợ giá vàng trong tuần này. Không thể không kể đến nỗi lo sợ về Covid-19 đang quay trở lại thị trường, với việc các nhà đầu tư từ bỏ các tài sản rủi ro và tìm kiếm những nơi trú ẩn an toàn như vàng. Tâm lý trên các thị trường tài chính toàn cầu bắt đầu thay đổi vào cuối ngày thứ năm khi mà các nhà đầu tư loại bỏ tài sản rủi ro sau khi có tin tức cho rằng một biến thể nguy hiểm tiềm tàng Covid-19 đã xuất hiện ở Nam Phi. Theo Clay Alam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại UNDA cho biết, các tài sản rủi ro đang bị hắt hủi vào cuối tuần khi mà một biến thể Covid-19 mới được đặt tên là Omicron đã làm dấy lên lo ngại về các biện pháp phong tỏa mới. Điều đáng quan ngại nhất về chủng mới vào lúc này là chúng ta biết rất ít về nó, với những dấu hiệu ban đầu cho thấy có thể có nhiều vấn đề hơn chủng Delta. Một số nhà kinh tế và phân tích thị trường nhận định, trong tương lai, sự lan rộng của biến thể mới có thể mang đến một số hỗ trợ cho vàng nếu nó bắt đầu tác động đến hoạt động kinh tế và định hướng tương lai của chính sách tiền tệ. Do áp lực lạm phát gia tăng, các thị trường đang bắt đầu kỳ vọng về chính sách tiền tệ tích cực hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Các nhà kinh tế tại Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada hay còn gọi là CIBC cho biết rằng, sự cần thiết phải tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội có nghĩa là sẽ còn lâu nữa mới chấm dứt tình trạng suy giảm các hoạt động kinh doanh, còn lâu mới thoát khỏi nỗi lo lạm phát, chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gãy do các nhà máy phải đóng cửa. Còn theo ông Erlam cho biết rằng việc xem xét xu hướng giá vàng vào thứ Sáu vừa qua cho thấy kim loại quý này đang làm những gì nó được cho là phải làm. Ông nói thêm rằng những lo ngại về biến thể Omicron sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng. Trong những thời điểm như thế này, chúng tôi có được cảm giác thực sự về những gì các nhà đầu tư coi là nơi trú ẩn an toàn và đáng tin cậy. Điều này sẽ vẫn còn tăng đối với vàng vì ít nhất các ngân hàng trung ương sẽ chỉ hoãn việc thắt chặt cho đến khi họ có ý tưởng tốt hơn về những rủi ro đối với nền kinh tế. Theo các nhà phân tích, hàng hóa tại TD Securities cũng nhận thấy vàng có tiềm năng để thu hút động lực tăng giá mới. Theo đó, việc tài sản trú ẩn an toàn có khả năng là chất xúc tác để kim loại quý này tăng giá trong tuần này. Mặc dù thị trường vàng đã thoát khỏi mức thấp nhất trong hồi đầu tuần, nhưng một số nhà phân tích lưu ý rằng rất nhiều thiệt hại đã xảy ra vào thời điểm đó. Ngay cả với mức đẩy cao hơn vào ngày thứ Sáu vừa qua, giá vàng vẫn dưới 1.800 đô la Mỹ trên một ounce. Cùng với những lo ngại về Covid-19 ngày càng tăng, các nhà kinh tế lưu ý rằng các thị trường cũng sẽ nhận được dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm cả báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào tháng 11. Theo Daniel Berlisimen, nhà phân tích kim loại quý tại Commerzbank cho biết, trong khi dữ liệu việc làm tốt hơn dự kiến có thể gây ra một số áp lực lên vàng, ông sẽ chú ý nhiều hơn đến lạm phát tiền lương. Ông nói, Fed có thể đang tìm cách tăng lãi suất. Nhưng nếu lạm phát tiếp tục tăng, điều đó có nghĩa là lãi suất thực sẽ vẫn ở mức âm và điều đó sẽ hỗ trợ cho giá vàng. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo của thị trường vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như nhấn vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.